Sở Y tế Hà Nam vừa xác nhận ghi nhận 4 bệnh nhân COVID-19 mới lây trong cộng đồng. 4 người này là người nhà của bệnh nhân D từ Nhật Bản về, đã hoàn thành cách ly và được xác nhận dương tính sáng nay ngày 29 tháng 4. Theo đó, 4 bệnh nhân mới nhất là bố mẹ đẻ 58 và 56 tuổi của bệnh nhân D, vợ anh D và con gái 1 tuổi. Trước đó, anh D từ Nhật nhập cảnh Đà Nẵng, đã hoàn thành cách ly từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 4. Đến 22 tháng 4 anh về quê ở Hà Nam, ngày 24 tháng 4 bị sốt và ngày 28 tháng 4 xét nghiệm dương tính lần 1. Đây là bệnh nhân rất lạ do thời gian cách ly đã có 3 kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện đoàn của Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Hà Nam cùng chống dịch. Được biết bệnh nhân D đã đi chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Cho đến nay đã xác định có 32 F1 và 200 F2 liên quan đến bệnh nhân D, trong đó có 4 người nhà kể trên.